Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng sàng dị mộng vẫn luôn là hội chứng kinh niên trong quan hệ Việt-Trung Ngày 20 tháng 10, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt bình luận Hội chứng kinh niên quan hệ Việt-Trung đồng sàng dị mộng Tác giả cho biết tùy sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng tăng Nhưng thiếu hụt lòng tin là một yếu tố quyết định cản trở sự phát triển của quan hệ song phương Đông sang dị mộng vẫn là hội chứng kinh niên trong mối quan hệ Việt-Trung. Hình ảnh bài bình luận trên blog Hoàng Trường VOA. Tác giả lưu ý các tuyên bố về căng thẳng ở Biển Đông tại Hội nghị cấp cao Đông Á EAS từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 tại Lào cũng như chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 là bối cảnh của bức tranh thay đổi nhanh chóng quan hệ giữa Trung-Việt. Điều khác biệt rõ nhất giữa Việt Nam và Philippines tại các cuộc họp vừa nêu là thái độ và cách hành xử. Tác giả nhận xét, Philippines dẫn đầu trong việc chỉ trích các hành động bất hợp pháp và nguy hiểm của Bắc Kinh tại Biển Đông, kêu gọi các nước cần có kết luận ngay lập tức về bộ quy tắc ứng xử COC để giải quyết các xung đột trên biển trong khu vực. Tổng thống Marcos của Philippines đã chủ động nêu vấn đề Biển Đông trong hầu hết các phiên thảo luận nói rằng hơn một nửa các thành viên của khối đã đề nghị giúp đỡ Philippines. Trong khi tác giả mỉa mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn lặp lại bài ca đi cùng năm tháng, vẫn là nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, gia tăng điểm đồng, giảm thiểu bất đồng, tôn trọng khác biệt, hướng đến tương lai. Tác giả dẫn đánh giá của tiến sĩ Ian Story, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, về chính sách quyết liệt của Philippines cho rằng Philippines đạt được cả hai mục tiêu, tạo ra sự ủng hộ quốc tế đối với việc bảo vệ quyền chủ quyền và khiến người dân Philippines nhận thức được sự hung hăng của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Manila. Hình ảnh ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Trái lại, tác giả dẫn ý kiến của nhà phân tích Derek Crossman thuộc Viện Nghiên cứu RAND của Mỹ cho rằng Kể từ năm 2020 đến nay, Việt Nam chọn cách tiếp cận theo hướng ngược lại so với Philippines. Hà Nội đã đạt được các thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh là không công khai hóa các xung đột, giải quyết các bất đồng và căng thẳng giữa hai nước trong hậu trường. Tác giả đánh giá đây thực chất là một thỏa hiệp nguy hiểm. Tác giả dẫn nhận định của giáo sư Vu Vinh từ Mỹ cho rằng từ hàng chục năm nay, ASEAN và Trung Quốc đã thương thảo bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC nhưng đã không đạt được thỏa thuận nào đáng kể. Lý do Trung Quốc tham vọng quá nhiều và gần như vi phạm mọi nguyên tắc cơ bản của luật biển quốc tế, trong khi một số nước ASEAN đặc biệt là Việt Nam và Philippines muốn rằng COC phải đi đúng tinh thần của luật quốc tế, nhất là phải tuân thủ UNCLOS 1982. Tác giả cũng lưu ý Trung Quốc rõ ràng vừa là đối tượng vừa là đối tác của Việt Nam. Với tuyên bố chung vào ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, Bắc Kinh tiếp tục biến Việt Nam thành quân bài trên con đường Tơ lụa mới. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trên thượng tầng lãnh đạo, nhưng Việt Nam dường như vẫn tình nguyện để Trung Quốc xây dựng đường sắt Bắc Nam. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường theo tác giả, sau nhiều năm cân nhắc, vấn đề hợp tác đường sắt đã được nhấn mạnh trong tuyên bố chung vào ngày 20 tháng 8 nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bức tranh chung được đánh dấu bởi tham vọng phát triển đường sắt của Việt Nam muốn tận dụng nguồn vốn dồi dào bên phía Trung Quốc. Tác giả nhận định, dù cùng hệ tư tưởng chính trị, Việt Nam và Trung Quốc vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự ngờ vực và mâu thuẫn trong các tương tác song phương chiến lược hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc bao gồm vừa hợp tác vừa đấu tranh. Cuba vẫn trong tình trạng mất điện trong khi bão Oscar đang đến. Ngày 20 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay hàng triệu người dân Cuba vẫn không có điện cùng lúc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Theo VOA, ngày 20 tháng 10, hàng triệu người dân Cuba vẫn không có điện sau khi một sự cố lưới điện cục bộ tiếp nữa vào đêm hôm trước làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. VOA dẫn lời quan chức đứng đầu ngành điện lực của Cuba, ông Lazaro Guara, xác nhận đã có tình trạng sập lưới điện cục bộ ở các tỉnh miền Tây, bao gồm cả La Habana vào tối ngày 19 tháng 10. Các nhân viên kỹ thuật đang nỗ lực giải quyết vấn đề, ông Guara nói, nhưng không đưa ra mốc thời gian khi nào có điện trở lại. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết thủ đô La Habana với gồm 2 triệu dân dường như hoàn toàn không có điện vào sáng ngày 20 tháng 10 khi nhiều người dân Cuba xếp hàng để nhận khẩu phần ăn được bao cấp và bàn tán về tình hình bên ngoài ngôi nhà của họ. VOA dẫn kênh tin tức kỹ thuật số Cuba Debate do nhà nước điều hành đưa tin rằng nhà máy điện lớn nhất của đất nước Antonio Guterres đã hoạt động trở lại vào ngày 20 tháng 10 và sẽ góp phần vào việc khôi phục nguồn cấp điện trong cùng ngày. VOA cũng cho biết vụ sập lưới điện lần thứ ba xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10 bị xem là một bước thụt lùi lớn trong nỗ lực nhằm khôi phục nhanh chóng nguồn cấp điện cho những người dân đang kiệt quệ, vốn đã phải chịu cảnh thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Cùng lúc VOA tiếp tục cho hay Cơn bão Oscar đang đổ bộ vào miền Đông Bắc của Cuba vào sáng sớm ngày 20 tháng 10, đe dọa sẽ làm phức tạp thêm các kế hoạch của chính phủ về khôi phục nguồn điện. Cơ quan theo dõi khí tượng của Cuba đã cảnh báo về tình hình cực kỳ nguy hiểm ở miền Đông Cuba. Toàn bộ khu vực này đã phần lớn không có điện, không có thông tin liên lạc. Trước cơn bão có sức gió lên tới 161 km/h vào giữa buổi sáng ngày 20 tháng 10. Vẫn theo VOA, lưới điện quốc gia của Cuba bị sập lần thứ nhất vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu, 18 tháng 10, sau khi nhà máy điện lớn nhất của đảo quốc này ngừng hoạt động, gây ra tình trạng hỗn loạn. Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin lưới điện lại bị sập lần thứ hai vào sáng ngày 19 tháng 10. Hình ảnh người dân Cuba đốt củi nấu súp tại thủ đô La Habana, Cuba ngày 19 tháng 10. Đến đầu giờ tối ngày 19 tháng 10, chính quyền cho hay có một số tiến triển trong việc khôi phục nguồn điện, nhưng ngay sau đó họ thông báo lại có sự cố nữa trong một phần lớn lưới điện. VOA trích dẫn hãng tin quốc tế cho hay các phóng viên của họ đã chứng kiến hai cuộc biểu tình nhỏ diễn ra trong đêm sau khi có sự cố lưới điện khiến cho La Habana chìm trong bóng tối vào hôm 19 tháng 10. Một cuộc ở Mariano ngoại ô của thủ đô và một cuộc còn lại ở Cuatro Caminos, sát trung tâm hơn. Chính phủ nói rằng tình trạng mất điện nhiều tuần và ngày càng trở nên trầm trọng kéo dài từ 10 đến 20 tiếng hàng ngày trên khắp hòn đảo là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nhiên liệu và nhu cầu dùng điện tăng cao. Liên quan đến sự cố mất điện này hôm 20 tháng 10, AFI tiếng Việt dẫn lời Malena, 20 tuổi, sống tại La Habana, nói rằng khoảng 4 phần 5 người dân trên tổng số 10 triệu người ở Cuba vẫn sống trong tình trạng mất điện. Tôi cố giữ bình tĩnh bởi vì tôi có thể làm được gì khác, chẳng có thông báo hay giải thích nào. Ít nhất là ở khu vực nơi tôi ở, mọi người đều bình tĩnh chờ chính quyền tìm ra giải pháp. Trên cả nước, chúng tôi đều buồn nản, lo lắng vì tình hình diễn biến phức tạp. Nhưng thành thật mà nói, tôi tin tưởng các cấp lãnh đạo sẽ giải quyết được vấn đề này. Theo AFI, tình trạng mất điện vẫn xảy ra ở Cuba, nhưng thường xuyên hơn từ 3 tháng nay do thiếu đến 30% nhu cầu năng lượng. Con số này đã tăng lên thành 50% vào hôm 17 tháng 10. Cuba có 8 nhà máy nhiệt điện đã lạc hậu, thường xuyên bị hỏng hoặc trong quá trình bảo trì. Cuba cũng bị thiếu chất đốt cho những nhà máy này do lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Cuba vẫn trong tình trạng mất điện trong khi bão Oscar đang đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.